ai dám lên chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng. Những ngày qua, việc ông Võ Văn Thưởng thôi chức chủ tịch nước là tâm điểm chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Ông Võ Văn Thưởng mới chỉ giữ chức này thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc từ tháng 3 năm 2023 đến nay, thời gian vừa tròn một năm. Một trong những chủ tịch nước có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Ông Thưởng sinh năm 1970, quê quán tại măng Thít, Vĩnh Long. Ông Võ Văn Thưởng bắt đầu sự nghiệp là cán bộ đoàn thanh niên. Ông giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn từ năm 2007 đến 2011. Đến tháng 8 năm 2011, ông được điều về giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi và giữ chức vụ này đến ngày 15 tháng 4 năm 2014. Một ngày sau đó, Trung ương đã điều chuyển ông thưởng về giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Đùa. Thời gian này có rất nhiều đồn đoán rằng ông Võ Văn Thưởng sẽ lên nắm chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đấy mọi chuyện đã khác, khi ông thưởng được chuyển về Trung ương, giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương vào năm 2016. Ông còn được bầu vào bộ chính trị, khi đấy ông là người có tuổi đời trẻ nhất trong bộ chính trị. Đến tháng 2 năm 2021, ông thưởng tiếp tục được giao giữ chức vụ Thường trực ban bí thư, tức cấp phó của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng đã được Quốc hội bầu vào chức chủ tịch nước khi mới 53 tuổi. Nếu chúng ta nhìn lại quá trình thăng tiến vượt bậc của ông Thưởng, từ năm 2016 đến năm 2023, chỉ trong vòng có 7 năm, thì ai cũng nghĩ rằng ông Thưởng là cánh tay phải hoặc cánh tay trái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, sự thật lại khác, khiến ai nấy đều sốc, khi mà vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, báo chí loan tin ông Võ Văn Thưởng xin thôi chức Chủ tịch nước do một số vi phạm trong quá trình công tác. Như vậy chỉ chưa đầy 2 năm Việt Nam ta đã liên tiếp hai lần thay đổi chủ tịch nước, trước đấy là ông Nguyễn Xuân Phúc và bây giờ là ông Võ Văn Thưởng. Hơn thế nữa, vào năm 2018 chủ tịch nước đương nhiệm khi đấy là ông Trần Đại Quang cũng đột ngột qua đời ở tuổi 62. Đến đây, chúng ta có thể thấy rằng chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nóng hơn bao giờ hết và thực sự không có vùng cấm. Từ khi chiến dịch đốt lò diễn ra, đã có một số nhân vật cấp cao là Ủy viên Bộ Chính trị mất chức như Ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Đinh La Thang, Trần Anh Tuấn, Phạm Bình Minh, vân vân. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là ai dám lên làm chủ tịch nước thay thế ông Thưởng khi mà lò của bác trọng vẫn đang rực lửa. Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay có một số đồng chí trong bộ chính trị rất sáng giá cho chức vụ này, gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ông Tô Lâm, sinh năm 1957, Năm nay 67 tuổi. Ông Tô Lâm xuất thân và thăng tiến trong ngành công an. Bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, năm nay 66 tuổi. Bà Mai xuất thân và cũng có con đường thăng tiến chủ yếu từ Đoàn Thanh niên, như ông Võ Văn Thưởng. Bà Mai cũng chính là người tiếp nhận chức thường trực ban bí thư khi ông Thưởng sang làm chủ tịch nước. Ông Phan Văn Giang, sinh năm 1960, năm nay 64 tuổi. Ông Giang xuất thân và thăng tiến trong quân đội trên đây là ba người rất sáng giá giữ chức chủ tịch nước thay cho ông võ văn thưởng ai là người được bầu thay ông thưởng chắc chắn phải có đủ cả đức lẫn tài trong sạch đủ bản lĩnh đặc biệt là tay chưa nhúng chảm tuy nhiên chính trị rất khó đoán biết đâu chủ tịch nước lại là người khác nếu các bạn dự đoán ai là chủ tịch nước tiếp theo của việt nam xin hãy bình luận bên dưới đề nghị mọi người bình luận nghiêm túc đúng pháp luật hãy thể hiện bạn là người yêu nước xin cảm ơn đã xem video chào và hẹn gặp lại